Emily. Em để cho hành lý kìa. Wow, cái thuyền này khá là to nhá. To lần trước. Wow, to hơn. Khá là to ấy. Đây, quay trên một phút. Mia này. Không. Thôi đi, trở về đi. Cả nhà bây giờ đang xếp hàng lên thuyền đây. Phút này đã đợi hơn 1 năm rồi. Bao nhiêu TikTok mới được đi một cái chuyến thuyền này. Emily is the best daughter. One of the best daughter. How do you love you? Vui không? Hát vui không? Đi xuống mình nhá. Đấy, rất là vui. Ê, quay 1 phút. Xin chào mọi người, mình chuẩn bị lên cái du thuyền lớn nhất. It's called Oasis. Đấy, đi 7 ngày Tây Ban Nha, Pháp, Ý nhá, 7 ngày và hai cái đảo Palma nữa. Rất là vui, thuyền này quá lớn, thuyền mới, ship, lớn hơn du thuyền mới. Ok. Ồ, chưa ai được vào phòng à? Bên bờ biển kia là Barcelona. Đấy, mọi người xem. Những xe taxi chạy xung quanh để đón khách, đưa khách vào. À. Cái túi có bị cầm chưa? Chưa rồi. Đấy. Mình chuyển vào. Hello. Morning, thank you. Đấy, mình bắt đầu bước lên thuyền đây. Wow, vui quá. Oh. Nhưng mà cắt một cái cho dính vào được không? Ô thế à? Oh. Yes. Oh. Okay.